Đây là phái đoàn khi mà đi đến homestay lặn lội leo thúng này kia rồi. Ô Nhật có cái vali xì tin quá. Wow, cảnh đẹp quá bạn. Đẹp không bạn? Biển đã quá, sát biển luôn, homestay sát biển luôn. Đẹp lắm rồi bạn, view đẹp lắm. Wow, đẹp chưa? Ok. Hello. Hello. Đẹp quá bạn ơi. Đây mình đi tới thăm quan. Hello các bạn. Thì Dũng giới thiệu với các bạn, đằng sau đây là homestay mà Style Pool đang ở. Thì homestay Julie. Ok. Dạ đây các bạn. Đố các bạn biết cái này là gì? Đồ bắt cá cho đặt vô cho nào vô cho đồ ăn vô cho mồi. Dạ. Yeah. Đây là cái đồ bắt cá nè các bạn. Bỏ gạch vô cho nó chìm xuống, nó nặng nó chìm xuống. Đúng rồi. Bỏ dạ. Đi, đồng con kế nó vô đây, nó đem rồi nè, có cái đuôi nhỏ nó đem rồi đi, chích này đem được. Dạ. Coi như cá lỡ cá theo kích thước của rồi. Cái này vô là đây, nó vô được nhưng mà nó không ra được. Mình tẩy giờ chúng mà kéo ở dưới nước kéo lên trong đây mở đi chỗ kế đi. Dạ. 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 Cảm ơn anh. Đẹp lắm các bạn. Đây mời các bạn xem qua bãi biển. Quá đã luôn. Anh Tony. Ok. Các bạn xem qua nha. Xe đi hình chở cát các bạn. Đây là view đằng trước của homestay mini nhỏ gọn mà đẹp dễ thương. Dạ anh em sẽ đem bia đây mà kia ra ngoài bãi cát ở ngoài biển á, mình ngồi lại ra chơi ngoài đó nhậu. Rồi các bạn theo Dũng vô tham quan qua hôm nay thì đây là bọn nhậu đây, anh Thịnh. Ý là làm gì? Món ông Giác. Làm gì gì đó. Đúng. Và nhậu tăng hai nha các bạn. Cái đây là ốc giấm. Dạ ốc giấm tăng hai. YouTuber. Hôm nay là cuộc chơi bây giờ bắt đầu. Đúng rồi. Nãy giờ anh em đưa mấy số đấy rồi. Các anh em ở Phú Yên các bạn. Nói chung là anh em tiếp phong ra rồi. Giới thiệu với các bạn nha, thì homestay này là của bạn Thảo. Dạ. Ok, thì anh em nào có nhu cầu liên lạc với bạn Thảo thì Dũng sẽ để cái info của bạn Thảo phía dưới kênh YouTube. Có gì các bạn liên lạc ủng hộ. Mãi mà chơi 6-7 tiếng. Bây giờ tắt đi, tí anh em chơi. Ok, đây là lo đem theo để mình bật tia nhẹ cái này. Bây giờ cắm sạc đi. Đây là anh em đang tắm tiền. Con chạy xe lấy. Ngồi xuống là dài trước. Điều ra bây giờ này đang chờ nè. Không có. Vui lắm bạn ơi. Còn món sau rồi. View đẹp lắm. Hello Thịnh. Yeah, hello Cảnh. Ngủ đâu Cảnh? Ngủ bên đó hả? Ok. Rồi. Ở đây là ốc giấm. Nó là ở biển. Chị biếu cổ. Đang là ghiền. Chấm
giảm nóng cân nha. Hấp dẫn quá. Một miếng là uống lon. Không được nhắm nhiều. Cướp. Cái đây là một miếng là uống một lon. Một miếng uống hai lon nữa trong. Thôi vậy sao anh em chơi, anh em chơi bạc tiên ngoài biển rồi. Rồi anh em là người coi. Đi nhẹ nhẹ chân chúng nha, không kém phải dành vô đây. Đường này cũng vô phòng ngủ đó. Lát ngủ. Đi xe trước khỏi xe sau đúng không? Ai thấm ngồi tâm sự bằng chụp hình anh em ơi, chụp hình em ơi, vô luôn vô luôn, ai vô luôn vô luôn, rồi 2, 3, ok. Bạn uống bia không? Đây, uống xong là chấm mắt con nha. Mình chấm mắt con xuống dưới kia rửa lại xíu hả? Nước bia là lấy sạch mọi nước. Chiều biển quá đẹp luôn bạn. Quá phê. Đây anh em ăn ốc đây. Cái kèn là khỏi á. Yeah. Nói đi anh Tâm, nói đi anh Tâm. Tâm nói đi anh Tâm. Hôm nay nó là ốc to. Đây là con ốc ngày xưa mà để làm cái kèn là thôi, là biến hiệu. Đây, mình lấy một cái. Ốc này ăn vô là nó sung sướng lắm. Đây bạn. Ốc dâm. Ngon. Hay gọi là ốc dâm. Ốc dâm. Ốc dâm. Ăn vô là nổng ốc dâm. Đây là đo tình trạng tin nhất ngày hôm nay. Em tay phun ra nhảy sóng tắm biển chiều quá đã luôn mẹ. Sóng hôm nay mạnh nha bạn, rất thành ra chơi thích lắm. Để Dũng chụp lại.
Anh em đang chờ con sóng đến. Quá đẹp phải không ạ? Em bớt rồi. Các bạn thì bây giờ là đến bữa cơm chiều của anh em tại ngay chỗ đây là hôm tay Julie thì rất là nhiều đồ ăn hấp dẫn các bạn, mời các bạn cùng tham dự tối nay. Bây giờ là tới 12 giờ đây rồi, có gì lâu chưa tới chắc luôn rồi. Em không ăn rồi hả? Ok, qua bên đây luôn. Hai ba. Ok. Vô luôn đi. Dùng cơm nha. Trời ơi, cái tôm nó vậy nè. Ơi. Tối nay mấy anh em ăn cơm trước. Rồi sau đó mới nhậu nha các bạn. Đây là bàn gia đình. Ui, đổ có dịch bệnh. Dạ, có cái cờ của hội. Rồi, ok, cảm ơn. Nhận ở đó là phải làm, hay là ông làm tô rồi. Đừng có xuống dạy. Làm tô rồi. Rồi, cho nhiều bóng tay đi. Rồi, cảm ơn anh em T-Phone rất là nhiều. Cố gắng sắp xếp cứ rảnh cứ chạy ra đây chơi tiếp. Ok, nói chuyện. Thôi mai dọn nhà ra ở đi. Anh em vui không? Có gì ngồi cả tấm lòng à. Quyền là quá vậy rồi. Tuần sau ra đi cua tiếp không? Yên tâm. Rồi tay em. Nói chung thì hôm tay này ra lần thứ hai rồi. Nhưng mà rất là ok. Cảm ơn anh Thảo rất là nhiều. Rất là nhiệt tình với anh em. Tất cả cái không phải là tới đây anh nhiệt tình, nhưng mà thiệt ra mình đụng sự cố gọi là có liền. Mình đụng sự cố gọi mình đi tour, mình đi một mình ra đây đụng sự cố là gọi là có mặt anh liền. Rất là cảm ơn anh Thảo là rất là nhiệt tình, không phải anh em tới đây là rồi sẵn luôn rồi tới đây luôn. Rồi của em rồi. Ok. Mời anh em bay giống là áo sai mấy thứ là năm rồi. L. Giống như là trong nhà. Cảm ơn, cảm ơn. Bữa nào đi Sài Gòn là phải mặc áo đây nha. Bây giờ đi. Rồi có khùng không? Má là thầy vũ bài. Không dưới cái nút. Không vừa. Thầy ơi Dũng ơi. Đây mà vô chỉ cần vừa rồi, quá vừa. Ok, quá đẹp. Rồi. Chúc mừng thành viên 68. 68 này lộc. 69. Hết yêu nè. Rồi vô. Rồi. Vô. Mưa rồi. Có cái áo dậu rồi kìa. Vô có làm ơi, đưa nó làm. Muốn làm á. Không làm nó mà. Thì làm nó cho anh em. Dũng mày nó mà. Dũng mày nó. Mày phải. Lẹ hoài.